mềm nhưng mà không bị nát. Nước dùng đây thì khá là cổ điển bởi vì họ lấy cái độ ngọt từ gà, xương và nước mắm cốt. Chủ quán có chia sẻ là họ dùng con xá sùng để lấy độ ngọt chứ không dùng đến vị chính. Tôi rất hay xem kênh của đồng chí Phan này vì đồng chí đó và tôi có một cái tên khá là giống nhau. Được rồi, hôm nay ngày cuối tuần tôi đi ăn thử theo đồng chí này xem thế nào. Tôi rất là tò mò với cái quán này vì thấy review bảo rằng là ở đây trong nước dùng có dùng xá sùng. Và đúng lúc tôi đến là người ta cho xá sùng và nước dùng thật. Thế thì chắc chắn là cái quán này nó phải nằm trong series là không sợ chuối vì không mì chính của tôi rồi các bạn ơi. Và để lúc cái nhân viên làm phở cho khách ấy, tôi cũng không thấy họ cho mì chính vào đâu. Đúng như quảng cáo ở trên biển quán luôn là không mì chính ấy. Có một điều hay là ở cái quán này có cái loại ớt mà tôi thích ăn nhất. Cái ớt này ăn với nước mắm, chấm với thịt gà. Úi giời, mở bát phát là làm một quả trứng chân cho nó ngọt mồm phát. Bình thường một con gà luộc ấy thì tôi chẳng bao giờ ăn phao câu đâu, nhưng mà cứ đi ăn phở là tôi lại rất thích ăn phao câu. Bát này của tôi là bát lưng phao câu. Nêm thêm một chút ớt xong rồi trộn lên, trộn đều lên, trộn đều lên, trộn đều lên. Đây các bạn nhìn thế này, từng cái miếng phao câu béo ngậy nhá, cả miếng lưng nữa. Cái miếng lưng phao câu là đi đúng một cái dải từ lưng chạy xuống phao câu đoạn cuối luôn đấy. Đây, nhặt miếng phao câu chấm nước mắm. Phở ở đây rất ngon nhá, đáng để các bạn đến và thử. Tin tôi đi, ăn hết rồi.